Kính thưa cư sĩ, cho con hỏi giúp bạn đồng tu một câu hỏi ạ. Có bác đồng tu cũng tu lâu và cũng hiểu rõ về pháp môn hộ niệm và có mẹ tu cùng, nhưng mỗi lần nói chuyện với mẹ và với gia đình anh em thì cứ mang pháp ra nói mẹ phải như thế này mới đúng, như thế kia mới đúng, rồi anh chị như này như kia, lại làm như này như kia là không đúng pháp, làm cho người mẹ và gia đình phiền não. Từ bấy giờ người mẹ nói gì hay làm điều gì cũng phải nhìn sắc mặt của người con này. Từ bấy giờ người mẹ tu hành giải đãi hơn và không còn tinh tấn như trước nữa. Vậy xin cư sĩ từ bi giảng giải cho chúng con được hiểu rõ ạ. Và bác ý làm như vậy có ảnh hưởng gì đến việc tu hành của người thân không ạ? Con xin thành kính tri ân công đức của cư sĩ ạ. A Di Đà Phật. Con A Di Đà Phật, con nhớ lời của hòa thượng. Hòa thượng bảo là người nhà bạn đang gặp ma rồi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta nhớ này, thấy con sẽ phân tích cái câu này. Có nghĩa là khi mà hòa thượng nói một câu này này, khi một người khác bạn gặp mà bạn làm cho người ta phiền não nha, thì người đó gặp ma rồi. Có nghĩa là hôm nay mà con gặp đại chúng mà đại chúng làm gì con bị phiền não ấy, thì con đang gặp ma rồi. Nhưng mà con gặp đại chúng mà con vui vẻ hoan hỉ là do con không bị phiền não, là con đang gặp Phật. Nghĩa là đại chúng là Phật. Nghĩa là khi con gặp đại chúng mà con phiền não thì con đang gặp ma thật. Còn con gặp đại chúng mà con sinh ra vui vẻ hoan hỉ thì con gặp Phật đấy. Nghiệp con tiêu trừ vô lượng vô biên. Thì đại lão hòa thượng nói rõ cũng là một việc. Nhưng mà sinh tâm phiền não thì là ma. Mà sinh tâm về hoan hỉ vui vẻ lúc đó gọi là gặp Phật thật. Cũng là cái việc đó thôi. Đấy. Thì hôm nay mà mình tu mà mình làm cho bố mẹ người thân của mình phiền não thì bố mẹ mình gặp ma thật rồi. Nhưng mà giúp cho bố mẹ mình tăng trưởng tín tâm hoan hỉ vui vẻ thì bố mẹ mình gặp Phật. Vậy thì đấy là biết là mình là ai rồi. Đúng như vậy, hôm nay con phân tích đây. Chúng ta sẽ biết được cái câu chuyện y xì, câu chuyện của Pháp Sư Định Hoàng. Pháp Sư Định Hoàng khi mà ngài bắt đầu tu thì mà ngài đến đâu người nhà ngài cũng nhìn thấy lỗi. Về nhà gặp bố gặp mẹ thì ngài bảo với bố ngài là gì? Bố không được làm thế này, bố không được làm thế kia. Phật dạy thế này mà Phật dạy thế kia. Ông ấy thấy vậy ông bực quá, ông sân lên. Ông bảo nay thì tu này, ông đem kinh Phật ông đốt hết. Chúng ta tưởng tượng đi. Bắt đầu sau khi bố ngài đốt kinh Vô Lượng Thọ, ngài mới ngớ người ra. Có nghĩa là ngài đến, ngài bảo là tại sao mình tu lại để cho bố mẹ mình đọa địa ngục thế này. Có nghĩa là để cho bố ngài đọa địa ngục đấy. Gọi là bố mày gặp ma còn gì nữa. Đúng không ạ? Cứ đưa bố ngài xuống địa ngục chứ. Vậy ngài bảo là tôi chết rồi. Phật đến nhà thì cho cha mẹ vui vẻ. Phật đến nhà thì người thân yêu phải vui vẻ. Tại sao lại làm cho bố mình phiền não đến như vậy? Vậy có nghĩa là mình đang tu có vấn đề. Sau khi ngài nhận ra điều đó và ngài phát một cái nguyện là từ nay trở về mãi mãi về sau sẽ không bao giờ nhìn lỗi của người bố nữa. Có cho dù bố làm sai gì ngài cũng không nhìn nữa. Và ngài nói là từ nay về sau ngài chỉ nhìn điểm tốt của bố thôi. Sau khi đó ngài phát cái tâm đó và bắt đầu ngài đi du học. Sau khi du học thì từ đấy về sau không bao giờ ngài nhìn lỗi thật. Và chỉ ngày ngày gọi điện về và động viên và nhìn cái điểm tốt của bố. Sau quá trình đi học thì bao nhiêu năm, mấy năm ấy, thì ngày nào cũng như vậy. Thì cuối cùng là gì? Ngài lấy được cảm tình của bố. Bắt đầu bố ngài lại không còn giận ngài nữa. Nghĩa là ngài đổi ngược cái tâm lại ấy, là chỉ nhìn điểm tốt thôi. Và từ đó về sau là bố ngài bắt đầu lại yêu thương ngài lại và không có sân lên nữa. Mà gặp ngài rất là thương ngài. Thì lúc đó ngài bắt đầu từ Mỹ ngài trở về thì bắt đầu ngài mới đưa bố ngài đi lên Đông Thiên Mục Sơn. Thì bố ngài đồng ý lên đến tu hành và niệm Phật, lạy Phật ở trên đấy. Và ngài đã thành công. Vậy chúng ta hôm nay vậy cũng như vậy. Vậy có Phật Bồ Tát nào mà làm cho bố mẹ là phiền não mấy đâu? Không có Phật Bồ Tát nào làm cho bố mẹ phiền não. Không Phật Bồ Tát nào làm cho bố mẹ mình chết vì đọa địa ngục.
Vậy hôm nay nếu như mình là biết tu mà mình về mình nhìn như vậy, mình nói ra như thế, thì con xin thưa rõ là gì? Tùy thiện căn và căn cơ của người tiếp nhận mà họ tiếp nhận khác nhau. Mà con xin thưa rõ là gì? Con nói chuyện với chị Diệu An đấy, còn đạo tràng chúng ta có những người tinh tấn tu hành, có những người tinh tấn vừa, có những người đến cũng chỉ là để vui thôi. Con Diệu An biết chứ sao không biết, qua mắt sao được. Con đến đạo tràng con biết thường ngày đến chỉ là vui thôi, người kia đến là để vui đi, người kia đến để kiếm tấm chồng, người kia đến để kiếm cô bà vợ thôi. Sao con không biết? Nhưng con bảo thà họ đến chỗ tu nó còn hơn là loanh quanh ở ngoài đời. Thì cái người mà có tâm, mỗi một người có thiện căn và tâm niệm khác nhau, thì đối với họ nghĩ rằng họ đã là tu lắm rồi. Đối với họ ấy, họ tưởng họ làm như vậy thì họ nghĩ là họ tu tuyệt vời rồi, nghĩa là họ tu hết mình rồi. Nhưng đối với người có thiện căn sâu dày hơn thì nghĩ là đấy là chưa tu gì. Nhưng đối với chính họ, vì họ chỉ biết đâm đó thôi, họ tu. Chứ nếu như mà ai cũng thiện căn sâu dày thì họ đã dũng mãnh ngày đêm, họ không ngủ nghỉ họ tu rồi. Mà vì sao? Mỗi người thiện căn nó khác nhau nên họ thấy tu như vậy là họ nỗ lực rồi, đúng không? Ví dụ bây giờ con nói ví dụ nhé, ở đây có rất nhiều người tinh tấn lắm chứ, nhưng có những người họ không thể tinh tấn được, nhưng mà đối với họ, họ cảm thấy là thiện căn họ, mà họ cảm thấy họ tu vậy là nỗ lực lắm rồi, thì không thể nào ép họ cả ngày đêm được. Đối với họ như vậy họ thấy họ nỗ lực. Vậy thì thiện căn mỗi người mà họ nhìn thấy cái việc của họ làm là họ nỗ lực. Còn thiện căn của mình nó lớn mà mình một ngày ấy, mà mình không niệm được bao nhiêu câu, mình không lại bao nhiêu lạy là mình cảm thấy mình giải đãi rồi. Thì đối với mình vậy là mình thấy mình giải đãi rồi, mình nhìn thấy được điều đó. Nhưng đối với họ kia họ thấy họ là họ 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 nỗ lực rồi. Thế là gì? Là do thiện căn của họ, họ chỉ nhìn được tầm đó thôi. Họ chỉ nhìn được tầm đó thôi. Chứ nếu mà họ nhìn được sâu xa hơn mình ấy thì họ chẳng nỗ lực hơn mình nhiều rồi. Con nói trước luôn, họ chẳng nỗ lực hơn mình nhiều lần rồi, nhưng vì họ chỉ được tầm đó thôi nên không thể trách họ được. Là vì thiện căn của họ chỉ đến tầm đấy thôi, nên họ nhìn thấy cái sự nỗ lực đó chỉ là đến tầm đó rồi. Còn đối với mình thì mình thấy là nhiều người bảo tôi tu niệm Phật suốt ngày suốt đêm, nhưng đối với mình thì gì? Mình thấy là mình nỗ lực hết mình rồi. Nhưng đối với ai? Đối với Phật Bồ Tát thì ta là con tép, có đúng chưa? Đối với Phật Bồ Tát là chỉ số không thôi, đúng không ạ? Là tùy vào thiện căn mỗi người thì tự nhìn mình nó như vậy, thì Phật Bồ Tát cũng như thế. Vậy thì hôm nay họ cũng như vậy, vậy người nhà ta cũng vậy đấy. Cái người mà họ không tin mấy, một ngày họ bảo ồ mẹ niệm được 10 câu là tuyệt vời rồi, đúng không? Đối với họ, họ bảo một ngày một bữa ăn họ niệm được 10 lần vậy họ tuyệt vời rồi. Con có lần con đi con tiếp xúc với người ta, người bảo một ngày tôi niệm được 2.000 câu, có nghĩa là họ cảm thấy họ niệm gọi là nỗ lực cả ngày rồi, là 2.000 câu. Đúng, đối với họ là họ bảo họ nỗ lực rồi, nhưng đối với mình đúng không ạ, đấy chỉ là 15 phút là xong rồi, 20 phút là xong rồi. Có đúng không? Nhưng đối với họ thì họ nghĩ đấy là họ nỗ lực cả ngày rồi, thì đấy là cái việc nhìn của họ. Vậy hôm nay cũng như vậy, ta về nhà chúng ta cũng thế, người thân ta cái thiện căn nó chỉ đến tầm đó thì ta đừng có nhồi cho họ để gì họ thêm phiền não. Ta chỉ cách là gì, đem duyên họ đến đâu thì ta tạo duyên đến đấy, duyên đến đấy họ làm được thì lại tiếp tục đem duyên tốt, cứ ngày ngày thì tăng trưởng lên. Chứ đừng họ được có 5 thôi mình nhồi cho họ 10 là họ phiền não đấy. Họ đem họ được 5 ta làm cho họ 4 họ vui lắm, đúng không? Mai họ tăng lên được 6 ta rồi họ 5 họ lại vui. Cứ từ từ để tiếp cho họ, chứ đừng có bao giờ họ làm được tầm đấy mà bắt họ phải làm thế kia, thì cuối cùng là gì, họ sinh ra phiền não mà họ không làm nổi. Nên chính vì vậy mình đã đoạn mất đường tu của người khác, tức là đoạn mất duyên tu của chúng sinh. Nên Phật Bồ Tát là gì, tùy phương tiện đúng không ạ mà độ chúng sinh. Mà nhìn thấy người này chỉ có tầm đó thôi, ngài mới đưa tầm đó, đúng không? Tại sao lại ra rất nhiều pháp môn, tại ra rất nhiều kinh điển, chúng ta phải nhìn rõ. Tại sao có rất nhiều kinh điển, tại sao có rất nhiều pháp môn? Vì Phật là người nhìn được điều đó nên ngài bảo nghề chỉ tiếp nhận đến đây thôi, ngài mới lùa cái đấy vào. Ví dụ cái người mà ngài nhìn thấy là ô ông này
chỉ tiếp nhận được là đời sau đi làm người thôi. Phật mới đưa ra năm giới, chứ Phật không đưa người thiện đâu. Người thiện là phiền não không tu được là chết đọa lạc đấy, có đúng không? Nếu không thì Phật đã nhồi hết niệm Phật rồi, tại sao Phật không nhồi cho tất cả chúng sinh xuống đây niệm Phật hết, không phải tu cái khác? Tại sao ngài nhồi cho gì? Phải năm giới thì gì, đời sau làm người là vì sao? Ngài nhìn quán xét một loạt, ngồi vắt nhìn quán xét một loạt, à cái ông này chỉ tiếp nhận được năm giới, ví dụ vậy, chỉ tin có cõi người nên Phật bảo thôi năm giới thôi, cho họ tầm đó thôi, họ không bị phiền não, họ làm được đời sau họ giữ được người. Thế người thứ hai Phật bảo à ông này tin có cõi trời, Phật biết lùa cho 10 thiện ở về nhà làm 10 thiện, chứ không dạy ông đầu tiên 10 thiện đâu mà dạy ông thứ hai, đúng không? Ông thứ ba là tin thì có cảnh giới là A-la-hán một đời có thể chứng được, thế bảo về nhà thôi tứ tứ diệu đế, chứ ông thứ hai mà đưa tứ diệu đế là thất bại đấy, là chết đọa lạc đấy, là vì không làm nổi, đúng không ạ? Nhưng nhìn thấy ông thứ ba là được tứ diệu đế là bát chánh đạo, thế về nhà cho chỉ cho tu, gọi là tâm tứ đế là thanh văn mà đấy, duyên giác à, ông này 12 duyên khởi, ông này đoạn được một 12 cái mắt xích, đoạn được một mắt ông ấy sẽ đoạn được, hướng dẫn cho về đoạn được một trong 12 mắt xích cho lập tức chứng quả mà. Thế là người thứ thứ tư thứ năm à, ông này tin gì, tin có gì thành Bồ Tát một đời, Phật dạy về nhà tu lục độ, Phật dạy cho 6 thứ gọi tu lục độ. Nhưng ông cuối cùng Phật nhìn liếc qua và ông này thiện căn lớn nhất, chẳng dạy những thứ đầu nữa, tôi dạy cho ông này niệm Phật. Thì hôm nay chúng ta cũng giống vậy mà thôi, nên tất cả tùy vào thiện căn mà nhồi cho họ. Vậy ta nhồi không đúng căn cơ là ta không những giúp được họ đâu, mà ta còn giúp họ đọa lạc thêm sâu đấy. Còn dặn thước, ta nhồi cho họ mà họ không tiếp nhận được thì không những không giúp được mà còn giúp họ đọa thêm sâu đấy. Nên cái người cuối cùng mà Phật dạy cao minh nhất là người niệm Phật thì có mấy ai tin đâu. Nên Phật đâu có dạy những đó, nếu không thì Phật xuất thế chỉ dạy niệm Phật thôi. Tại sao dạy rất nhiều kinh điển, tại sao rất nhiều pháp môn? Là vì toàn bộ những người đó là thuộc giống như người nhà chúng ta vậy đấy. Còn chúng ta là người niệm Phật, hôm nay con ví này ấy, tất cả pháp môn và tất cả đại chúng trước đó Phật chưa dạy niệm Phật là giống như là người nhà chúng ta, là bố mẹ chúng ta, người thân chúng ta hôm nay. Chưa tin mới đưa những thứ đó. Vậy mà hôm nay chưa gì đã nhồi ngay câu bao giờ Phật, Phật nói rõ mà. Nếu Phật xuất thế mà nhồi cho chúng sinh pháp môn niệm Phật lập tức thất bại. Nên khi mà Phật ngồi gốc Bồ Đề, chúng ta biết nhá, ngồi gốc Bồ Đề để chúng ta hiểu rõ, nó có 5 giai đoạn mà. Đoạn đầu tiên là gì? Là Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm ấy, đoạn đầu tiên là Hoa Nghiêm, là Phật nói kinh Hoa Nghiêm ấy. Nghĩa là ngồi gốc Bồ Đề 7 tuần thì 3 tuần là 2 tuần đầu chứng quả, 5 tuần sau giảng kinh Hoa Nghiêm. Năm người do là kinh Hoa Nghiêm, ngài bảo thế gian chẳng ai tiếp nhận được. Ngài nói đó là thế gian này chẳng ai có khả năng tiếp nhận được pháp môn này, thôi ta nhập diệt. Nên vua có trời phải tỉnh ngài chuyển pháp luân về chúng sinh, mà chuyển pháp luân ngài bắt đầu ngài nói về về A Hàm các thứ chứ. Chứ không phải tự nhiên đâu, A Hàm Bát Nhã đúng không ạ? Phương đẳng pháp hoa các thứ không phải tự nhiên mà ngài ngài nói là các giai đoạn đấy đâu. Bởi vì do ngài thành đạo, ngài chứng quả và ngài nói pháp môn niệm Phật. Nhưng ngài nhìn tất cả chúng sinh chẳng ai đủ căn cơ tiếp nhận pháp môn niệm Phật, nếu ngài nhồi cho họ thì chúng sinh sẽ đọa lạc, ngài sẽ thất bại và không độ được ai, nên ngài định nhập diệt luôn. Vậy hôm nay chúng ta mắc phải cái điều đó rồi, Phật đã dạy nhưng ta không chịu làm. Vậy chúng ta cũng phải nhồi cho gia đình chúng ta ngay từ đầu cái pháp môn niệm Phật là ta thất bại, là vì giống như Đức Phật nhìn thấy nên ngài không làm điều đó. Chúng ta không nhìn thấy mà chúng ta phải làm, chúng ta làm điều đó chúng ta phải ngược mà. Chính vì thế mà hôm nay con mới dặn là căn cơ họ đến đâu thì tiếp quản đến đấy thôi. Đừng bắt họ phải tiếp nhận giống như ta. Bắt họ giống như ta. Trong vạn người chỉ lấy được một hai là nhiều. Nhiều người giúp được họ, cuối cùng là tưởng ai cũng như vậy. Không, chúng ta đừng có nhầm. Tưởng ai cũng như vậy và cuối cùng là ai chúng ta cũng nhồi như thế. Thế cuối cùng là gì? Thất bại hết. Nên Phật phải là khéo đem phương tiện lợi quần sinh đấy, đúng không? Nên các ngài phải đưa các phương tiện, các pháp môn để cho họ tiếp nhận và sau này họ mới giác ngộ. Vậy bắt đầu hôm nay cái người như vậy thì về nhà từ nay về sau đừng nói gì nữa, xem cái hành động lời nói của họ ngày ngày, xem họ có tiếp nhận được cái điều gì. Ví dụ gia đình là người sống lương thiện thì hướng dẫn họ gì, làm lành đi,
Đúng rồi, từ 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 thôi. Chứ ta tiếp nhận cái pháp môn Phật chỉ giới thiệu thôi. Còn họ có tiếp hay không tiếp nhận, đừng ép họ. Ta chỉ là người giới thiệu nhé. Còn khi mà người nào tiếp nhận thì đấy là phước của họ. Còn không tiếp nhận đừng có nói nữa và đừng có ép nữa. Thì phản tác dụng đấy. Ta nói là đan đi không tày dậm lại. Tại sao ạ? Khi mà câu này nói lên con phân tích đây ạ. Đan đi nhé. Không tày dậm lại. Có nghĩa là khi dậm lại nó mới khổ. Thà làm một lượt nó đỡ đúng không ạ? Vậy ví dụ người thân ta đủ chín mùi. Ta dẫn đi là họ tu. Nhưng nếu chưa đủ chín mùi mà bắt họ tu hoặc dẫn họ đi tu. Thì họ ngồi tu như ngồi trên đống lửa. Nhìn mặt họ phiền não, nhìn họ buồn. Ngồi trong niệm Phật đường con chỉ cần quay lại nhìn phát là con biết ngay người nào đi tu là gì? Là giác ngộ thật hay người nào không phải giác ngộ thật. Nhìn là biết ngay người giác ngộ niệm Phật họ niệm Phật say sưa lắm. Niệm Phật say sưa vô cùng. Những người mà không giác ngộ là ngồi cứ là tưởng rồi ngáp lên ngáp xuống rồi nhìn đồng hồ. Rồi đủ thứ là nhìn xem rồi. Nhìn xem là hết giờ chưa này xong rồi đủ thứ. Chúng ta đúng không ạ? Nên hôm nào mà tu ấy xem là con chỉ đứng ngoài con nhìn 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 con ngó là biết người này rồi thế nào là biết vậy là gì lúc đó chúng ta bị thất bại là sao bị dặm lại là sau khi ta làm như vậy lần sau rủ họ đi tu họ không đi nữa bắt đầu chờ đến sau này bắt đầu hướng dẫn giúp họ là ta dặm lại là người ta sẽ đề phòng chúng ta sau này chúng ta rủ họ đi bất kỳ đâu họ đều đề phòng chúng ta. Đề phòng chúng ta là vì sợ ông này rủ đi tu tiếp, sợ bà lại rủ đi tu, họ sẽ đề phòng ngay, bảo đi đến đây vui lắm, họ sẽ không đi đâu, yên tâm. Về hôm đó là hôm có thể vui thật trong Phật pháp, có thể giúp họ ngộ đạo thật, nhưng đúng hôm đó là hôm mà họ đã đề phòng và dặm lại, họ sẽ đề phòng ta và họ bảo tôi không đi đâu, phải thất bại chưa? Nên chính vì vậy thiện căn không đủ. Thì đừng ép họ để lúc này để sau này ấy ta với gì lúc đó họ đủ được cái thiện căn lúc đó mới giúp họ ngộ ra được lúc đó là ta chưa bao giờ rủ họ chưa bao giờ ép họ thì hôm đó là cái cơ hội để cho họ hiểu dễ nhất để cho họ biết được thì lúc đó rủ họ đi họ chưa bao giờ đi họ tò mò họ đi là lúc đó họ giác ngộ nhưng nếu ta đã rủ đi một hai lần họ chán rồi lần sau họ sẽ đề phòng ta và nhất định từ đấy về sau rủ không bao giờ đi nữa đấy là ta thất bại trong cái sự gì giúp người thân chúng ta tu hành nên con dặn chúng ta sau này nhá người thân quyến thuộc khi không đủ duyên một lời cũng không nói vì sao nói ra thì lần sau ta đều là bị đề phòng hết đúng không ta nói gì đều là bị đề phòng hết ví dụ ta gọi người này về bảo hôm nay cho anh gặp người này hoặc chị gặp người kia họ sẽ không gặp đâu họ bảo lại lại về lại nói ông A Di Đà Phật chứ có gì đâu có phải là khổ chưa vậy thì chính vì vậy mà con mong đại chúng nhớ là vậy từ nay về sau nhớ là khi người nào đủ duyên đến đâu ta nói đến đấy, còn không là đừng mở miệng ra, tu đi đã. Đừng gì, đừng nói nhiều. Dùng hành động là chính. Trong Phật giáo là ở nơi việc làm chứ không phải ở nơi lời nói nhá. Trọng ở nơi việc làm. Phật giáo không ở nơi lời nói. Vì sao là thân giáo? Nên chính vì vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ấy, có nói là gì? Ngài nói được. Nên ngài làm được. Đúng không ạ? Ngài phải làm được. Còn mình cứ nói mình có làm được đâu. Nói được, làm được, chúng ta biết là gì không? Thánh nhân là Phật. Nói không được nhưng làm được hiền nhân. Là La Hán là Bồ Tát đấy, hiền nhân. Nói không được à nói được nhá, làm không được. Gạt người ai người ta tin. Chúng ta bị gạt người nhà chúng ta đấy, đúng không? Người ta có tin đâu. Chính vì vậy mà tổ mới dạy mình là cứ nỗ lực tu làm đi đã hành đi đã ta phải có cái gì tốt hơn trước khi chúng ta tu lúc đó họ mới tin ví dụ trước khi tu chúng ta yếu sau khi chúng ta tu thân thể khỏe mạnh trước khi chúng ta tu chúng ta xấu sau khi tu đẹp đúng không? Trước khi tu chúng ta gì mọi thứ khó khăn sau khi tu ta đầy đủ đúng không? Trước khi tu là mọi thứ nó không thuận lợi sau khi tu cái gì cũng thuận lợi sao lại không nghe để người đời họ chỉ thích như thế thôi mà thì có phải là cái mà để cho gì người ta tin mình là cái họ nhìn thấy mình vậy hôm nay mình chưa làm mà cứ đòi nói đúng không ạ gạt người mà nên hôm nay chúng ta hiểu rồi nhá thì cố gắng về nhà là gì đừng nói nhiều nữa mà hành đi
A Di Đà Phật ạ.